kiểm 3-trong-1 Isanoff với thành phần chính bao gồm hoa hồng sa mạc, tảo lên men, hoa sen tuyết, giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa cho da, chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho làn da bạn. Hãy lựa chọn ngay kem che khuyết điểm 3-trong-1 Isanoff có dạng xịt độc đáo, bền màu trong nhiều giờ, tạo cảm giác tươi mát, giải nhiệt cho làn da, có thể thường xuyên dặm lại mà không gây bết dính, sử dụng hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Kem che khuyết điểm 3-trong-1 Isanoff vừa che phủ hoàn hảo, vừa giúp làn da trở nên mượt mà hơn, chống nắng tối ưu, phép màu cho làn da tươi sáng và láng mịn. Phụ Miến và Kiều Khanh xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị các bạn thân mến, khi mà chúng ta trang điểm thì ngày nay Phụ Miến thấy là mình rất là bận rộn, cho nên là mình cần có những cái phương cách mà trang điểm phải thật là tự nhiên nè, nhưng mà phải nhanh chóng mà phải hiệu quả đối với làn da của chúng ta. Có nghĩa là nó phải che phủ hoàn hảo và lý tưởng cho làn da của mình và bảo vệ làn da của mình khi mà chúng ta đi ra ngoài nắng nữa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị các bạn một bí quyết đến từ Hàn Quốc giúp chúng ta có thể là thực hiện tất cả những điều Phụ Miến vừa kể đó thật là dễ dàng và nhanh chóng cùng với thương hiệu Isanoff quý vị nha. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta không chỉ sở hữu một phương cách vừa bảo vệ làn da, vừa có thể là trang điểm một cách nhanh chóng, lại còn có thể là chống nắng rất là tốt nữa. Bên cạnh đó, mình sẽ có ngay mức giá ưu đãi để sở hữu trọn bộ sản phẩm này quý vị nha. Chỉ có 399.000 đồng mà thôi cho một dòng sản phẩm rất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó nữa thì mình sẽ còn có thêm quà tặng rất là hấp dẫn để giúp cho việc trang điểm của các chị em trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng ta có thêm đó chính là một hộp son màu với ở bên trong là 14 màu son luôn đó Kiều Khanh nè. Có thể là sử dụng riêng lẻ nè, hoặc là chúng ta có phối màu son lại với nhau luôn quý vị nha, tạo nên cái vẻ ngoài thật là tươi tắn rạng rỡ cùng với lại đôi môi căng mịn cho mình. Thêm nữa là một hộp phấn nền của Essence quý vị ạ, cũng đến từ Hàn Quốc, chúng ta có thể là yên tâm tạo một cái lớp phủ nhẹ ở trên bề mặt của mình quý vị nhé. Và cả sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng thì Phụ Miến thấy là đều có thể sử dụng kết hợp rất là dễ dàng luôn. Cho nên là ngay bây giờ để đặt hàng, quý vị hãy nhấc máy và gọi điện thoại về số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nhé, hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với chúng tôi tại vtvhyundai.vn. Trọn bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và hoàn toàn miễn phí phí vận chuyển. Dòng sản phẩm vượt trội đến từ thương hiệu Isanoff giúp che phủ những khuyết điểm trên làn da một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tạo độ mát mịn lên trên làn da của mình. Và cách sử dụng với một bông phấn cực kỳ êm mịn sẽ giúp các chị em có thể là thoáng đều cái lượng kem che khuyết điểm này lên trên gương mặt của mình và hoàn thiện nó trong một khoảng thời gian rất là ngắn quý vị nha. Bên cạnh đó nữa là cái lượng không khí nó được có thể là len lỏi thông qua cái bông phấn này sẽ giúp làn da của chúng ta cảm nhận được sự giải nhiệt ngay lập tức luôn. Ngay trong những ngày mùa hè cũng có thể là sử dụng một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó còn có hiệu quả chống nắng tối ưu. Mà khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì mình sẽ thấy là mỗi lần như vậy mình lấy một cái lượng vừa đủ thôi, và cùng với bông phấn và công nghệ làm lạnh nhanh nữa, nó tạo cảm giác mát dịu ở trên da. Và khi mà chúng ta dặm chạm nhẹ lên trên làn da của mình thì lớp nền nó sẽ bao phủ che cái khuyết điểm trên làn da của chúng ta, tạo một cái lớp da thật là mịn màng quý vị các bạn nhé. Và chúng ta có thể là yên tâm về cái khả năng làm mát da của nó quý vị ạ. Lúc mà mình đi ra ngoài mình có thể là dặm tới dặm lui, dặm lại, nhưng mà chúng ta không có lo ngại tình trạng da mình bị bết dính nè, mà nó còn có khả năng chống nắng rất là tối ưu cho làn da của chúng ta nữa. Trước và sau khi sử dụng thì quý vị các bạn chúng ta có thể là quan sát sự khác biệt. Những cái khuyết điểm ở trên làn da của mình đã được che đi rất là lý tưởng, làn da căng mịn, đầy đủ độ ẩm và yên tâm về chỉ số chống nắng quý vị nhé. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay chỉ với mức giá đầu tư là 399.000 đồng mà thôi. Và chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm chính và quà tặng đến tận gia đình của quý vị. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay bây giờ. Kem che khuyết điểm 3-trong-1 từ thương hiệu Isanoff với thành phần chính bao gồm những chiết xuất từ hoa hồng sa mạc, tảo lên men và hoa sen tuyết, giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa cho da, chăm sóc và bảo vệ toàn diện. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay kem che khuyết điểm 3-trong-1 Isanoff. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, giá hấp dẫn chỉ 399.000 đồng. Nhận thêm quà tặng một vỉ son Essence, một hộp phấn nền Essence. Đây là bí quyết trang điểm nhanh chóng cho các chị em phụ nữ. Hai món quà tặng cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Vỉ son Essence với 14 màu son tươi tắn, vừa bên màu lại lâu trôi, phù hợp với nhiều trang phục cũng như mọi hoàn cảnh. Còn phấn nền Essence giúp làn da sáng mịn đầy sức sống, khả năng che phủ vượt trội với lớp nền mỏng mịn, căng mướt, còn có thể chống tia cực tím và bảo vệ da hiệu quả với SPF 45 và PA++. Đây chính là trợ thủ đắc lực cho người phụ nữ. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7.
Quý vị thân mến, thường thì Phụng Yến để ý thấy là những cái chương trình mà mình nói về cách thức trang điểm trên VTV Hyundai Home Shopping á, là những chương trình mà quý vị khách hàng rất là hay đón theo dõi luôn. Bởi vì á, là có thêm những cái bí quyết tiện lợi nè từ những cái nước tiên tiến để mình có thể là áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, và làm sao vẫn trang điểm đẹp nè, tự nhiên nè, nhưng mà cái thao tác mình làm lại gọn gàng và nhanh chóng. Thì ngày hôm nay là với các quốc gia gọi là Hàn Quốc là rất là nổi tiếng về những cái phong cách trang điểm mới, thì chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn một cái cách để mình có thể là trang điểm với lớp nền mịn màng, bền màu nè, lâu trôi trên gương mặt của chúng ta, bảo vệ làn da của mình trước tác hại của ánh nắng mặt trời, nhưng mà là có cái kết cấu dạng xịt đó Kiều Khanh à. Không biết là Kiều Khanh đã từng sử dụng những cái dòng sản phẩm kem nền như thế nào, rồi đã bao giờ sử dụng dòng sản phẩm dạng xịt hay chưa nè? Thực ra là phụ nữ mà khi mà mỗi khi mà mình tiếp xúc với một cái dòng sản phẩm mới thì mình cũng rất là tò mò, đúng không Phụng Yến? Thì Kiều Khanh cũng đã với bản thân là đã trải qua rất là nhiều những cái dạng kem nền hay là kem che khuyết điểm khác nhau rồi. Dạng lỏng có nè, dạng thanh kem có nè, bên cạnh đó là dạng xịt cũng có luôn quý vị ạ. Và có một điều mà Kiều Khanh có thể là nhận thấy là mỗi loại thì nó sẽ có những cái ưu điểm riêng. Và trong đó thì cái dạng xịt Kiều Khanh rất là yêu thích, bởi vì nhiều khi mà mình vội vàng ra khỏi nhà và phát hiện ra là mình vẫn chưa hoàn thiện cái lớp nền của mình, hay là bởi vì vội quá nên cũng chưa kịp trang điểm khi ra khỏi nhà luôn. Và lúc đó ngay cả ở trong thang máy quý vị nha, với kính thang máy thì Kiều Khanh vẫn có thể trang điểm được với dạng xịt. Mình chỉ cần là đưa lên ở gần mặt, cách ra một cái khoảng cách nhất định thôi, mình xịt xịt lên chỉ cần là 2-3 lần như vậy thôi là có thể là có một cái lớp kem che khuyết điểm rất là tốt rồi Phụng Yến ạ. Cái điểm quan trọng là khi mà xịt như vậy đó thì cái lượng nó đưa ra vừa đủ ở trên cái bông phấn, và sau đó là mình lấy bông phấn mình dặm lên gương mặt của mình, mà nhiều khi mình cũng không cần sử dụng gương luôn đó Kiều Khanh à. Ở đây thì Phụng Yến chỉ cần là xoay nhẹ và quý vị sẽ có thể là ngay lập tức mình nhìn thấy cái dạng xịt rất là mạnh mẽ được đưa ra như thế này quý vị các bạn nha. Khi mà chúng ta xịt thì mỗi lần quý vị các bạn chúng ta nhấn nút nè, mình xoay sang nút on, mình nhấn nút đó, thì quý vị các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ đưa ra một cái lượng kem vừa đủ luôn quý vị các bạn à. Và ở đây thì ngay trên nắp của nó sẽ có là phần bông phấn quý vị nha. Đó, mình tưởng tượng là mỗi lần mình xịt như vậy, cái lượng kem vừa đủ nó sẽ được đưa ra ở bên trên phần bông phấn của mình. Và quý vị các bạn chúng ta lấy ra mình sử dụng, không có lo cái tình trạng là bị dày quá, khó sử dụng quá quý vị các bạn à. Chỉ cần là xịt nhẹ như vậy thôi, một lượng vừa đủ. Và bây giờ Phụng Yến có thể là dặm ngay ở trên gương mặt của Phụng Yến. Đó, quý vị thấy là một cái chấm tròn, nó lan rất là đều luôn ở bên trên phần bông phấn của chúng ta. Và khi quý vị các bạn chúng ta trang điểm thì sao? Mình chạm nhẹ ở trên làn da của mình thì chấm tròn đó, đó rất là mát luôn đó Kiều Khanh à. Bởi vì khi mà xịt như vậy đó, nó có cái công nghệ làm lạnh nữa, nó tạo cái luồng không khí ở bên dưới phần bông phấn luôn. Phụng Yến chạm vào, wow, cảm giác như là có một cái viên đá lạnh đó, mát ở trên gương mặt của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ dặm đều quý vị nha. Như vậy là vừa trang điểm nè, vừa che khuyết điểm chống nắng hoàn hảo, và bên cạnh đó lại còn làm làn da của chúng ta cảm giác mát dịu ngay lập tức. Như vậy là ngay giữa ngày đó quý vị, quý vị cũng có thể là có một cái khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi như vậy quý vị nha, nhưng mà cũng rất là hiệu quả, bởi vì làn da của chúng ta gần như là được làm mới ngay lập tức nè. Và bên cạnh đó nó che phủ đi những cái khuyết điểm thì mình cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và ở đây thì Phụng Yến chỉ cần giảm nhẹ như thế này là quý vị nhìn thấy là Phụng Yến không có cần sử dụng gương luôn quý vị à. Bởi vì cái cảm nhận là nó có cái độ mát, cho nên là cái mát nó đi tới đâu thì mình biết là nó đã lan đều tới đó rồi. Đã nó mát hết cái bên má của mình, như vậy là mình đã trang điểm xong cái bên má quý vị các bạn nha. Và mình có thể là nhìn thấy cái độ che phủ rất là lý tưởng của nó luôn. Và nhìn quý vị thấy là cái độ mướt không ạ? Đó, nó mướt, nó mịn, bởi vì nó giữ cái độ ẩm cần thiết ở trên da của chúng ta luôn. Làn da của mình được giữ ẩm tốt, được che phủ lý tưởng. Và ví dụ Phụng Yến đi ra ngoài nắng đi thì quý vị cũng yên tâm là bởi vì có cái chỉ số chống nắng cao, cho nên là tác hại của ánh nắng mặt trời không có gây hại lên trên làn da của mình quý vị nha. Vừa được bảo vệ, vừa được trang điểm rất là tự nhiên. Và Kiều Khanh thấy là trong vài năm trở lại đây đó, thì nhiều các chị em phụ nữ là không chỉ là lựa chọn mỹ phẩm trên việc đó chính là hiệu quả trang điểm như thế nào, mà còn về hiệu quả bảo vệ làn da nữa quý vị nha. Bảo vệ làn da thì cũng chính là bảo vệ làn da khỏi những cái tác nhân ở bên ngoài, và đặc biệt trong số đó đó chính là ánh nắng mặt trời. Và tại sao ánh nắng mặt trời thì lại là một trong những yếu tố khiến làn da lão hóa nhanh? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này quý vị nha. Trong ánh nắng thì có rất là nhiều những cái thành tố phải không ạ? Và nôm na thì chúng ta có thể là biết được rằng có những thành tố như là tia UVA, tia UVB hay là tia UVC. Nếu như mà tia UVC á, khi mà ánh nắng mặt trời phát ra thì nó sẽ bị tầng ozone phản xạ lại hoàn toàn. Thì trong khi đó là tia UVA và tia UVB có thể đi xuyên qua tầng ozone và tác động trực tiếp đến với làn da của mình. Và nếu như tia UVB bước sóng ngắn hơn, do đó là nó có thể là nó làm cho làn da chỉ bị ảnh hưởng từ ở bên ngoài thôi. Ví dụ như là làm đen da nè, gây cháy nắng nè. Mà bên cạnh đó thì UVA thì có thể là đi sâu hơn vào trong làn da và tạo ra những cái yếu tố như là gây lão hóa da nè, nhăn da hay là gây nám da. Và chắc chắn là những cái điều này thì không có chị em phụ nữ và đặc biệt là không có người nào mong muốn cả. Và sau cái độ tuổi 25 đó quý vị, không có những cái yếu tố bên ngoài như môi trường thì cái yếu tố tuổi tác và sức khỏe từ bên trong cũng đã gây lão hóa da rất là nhanh rồi. Như vậy chúng ta có thể là
điều khiển được, chúng ta có thể là gây ảnh hưởng được chính là những cái yếu tố từ bên ngoài, thì mình nên bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời một cách hiệu quả hơn. Sử dụng những dòng sản phẩm như là kem che khuyết điểm 3-in-1 từ thương hiệu Isanot không chỉ là có là cái hiệu quả trang điểm tốt mà bên cạnh đó còn bảo vệ làn da tốt với chỉ số chống nắng cao nữa quý vị nha. Và có một điều Hồng Yến rất là yên tâm khi lựa chọn dòng sản phẩm của Isanot, đó là dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Kiều Khanh à, có thể nói là ngày hôm nay quý vị không chỉ là có một bí quyết đến từ Hàn Quốc mà còn có dòng sản phẩm chính hãng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn quý vị các bạn nha. Khi mà chúng tôi giao một hộp đến cho quý vị các bạn thì mình sẽ nhìn thấy là phần tem niêm yết được dán rất là kỹ luôn ở bên trên vỏ ngoài của sản phẩm quý vị các bạn nha. Và với phần tem như thế này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là nó chính hãng của LG quý vị các bạn nhé, một tập đoàn rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc. Và ở bên dưới chúng ta sẽ nhìn thấy là được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn quý vị các bạn nha. Không chỉ là chúng ta có ngay đó chính là một dòng sản phẩm kem che khuyết điểm 3-in-1, vừa che phủ nè, vừa chống nắng, vừa tạo lớp nền mịn màng. Mà quý vị các bạn chúng ta còn có thể là kết hợp chung nó với những sản phẩm quà tặng. Và sản phẩm quà tặng đầu tiên Hùng Yến rất là thích đó chính là một hộp phấn nền. Quý vị các bạn chúng ta có thể là sử dụng kết hợp để tạo thêm cái độ mịn màng cho làn da của mình quý vị các bạn nhé. Và cùng với lại phần bông phấn ở bên trong thì quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là yên tâm sử dụng rất là dịu nhẹ lên trên làn da mặt của mình. Ban nãy thì Phùng Yến đã sử dụng nền với lại phần che khuyết điểm rồi, chung với một dòng sản phẩm thôi. Còn bây giờ nếu muốn thì Phùng Yến có thể là kết hợp chung với lại dòng sản phẩm phấn như thế này quý vị các bạn nhé. Và chạm nhẹ lên trên làn da của chúng ta, sử dụng cũng rất là đơn giản luôn đó Kiều Khanh à. Và nếu như kem che khuyết điểm 3-in-1 Isanot nó tạo nên cái độ mướt mịn ở bên trong và đôi khi là hơi căng bóng nhẹ nữa, bởi vì nó tạo nên cái độ mát trên làn da của mình. Và khi mà chúng ta cảm thấy như là làn da che khuyết điểm tốt và nó căng mượt nữa quý vị, thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó hơi bóng nhẹ một tí xíu. Và nếu như mà mình muốn tạo một độ lì ở bên ngoài đó thì sau đó thì mình có thể là sử dụng phấn trang điểm đến từ thương hiệu Essence quý vị nha. Và chúng tôi cũng tặng kèm cho quý vị trong bộ sản phẩm quà tặng rất là hấp dẫn. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một món nữa quý vị và đang nằm ở trên tay Kiều Khanh đây, một vỉ son với 14 màu rất là đẹp quý vị nha. Và chúng ta thoải mái trong việc lựa chọn những màu son mà mình yêu thích, không chỉ là sử dụng đơn lẻ từng màu mỗi lần mà mình còn có thể là pha trộn các màu với nhau. Ví dụ như Kiều Khanh á, thì Kiều Khanh rất thích là lựa chọn những cái màu nó có ánh nuôi đó quý vị, và sau đó là mình có thể là kết hợp nó cùng với những cái tông màu đậm hơn đánh ở giữa lòng môi thì rất là đơn giản. Quý vị thấy là như là tông cam nè hay là tông hồng, tông nào cũng có cả để chúng ta dễ dàng thay đổi và sử dụng, có gương đi kèm theo như thế này luôn quý vị nha. Và cả cọ nữa, chỉ cần là phết nhẹ lên thôi, lên trên bề mặt son như thế này, vừa tiết kiệm nè, vừa dễ dàng, sau đó đánh lên môi của chúng ta mà thôi quý vị nha. Cực kỳ đơn giản và rất là tiện lợi luôn để chúng ta có thể là thực hiện thao tác trang điểm. Và điều này đối với các chị em phụ nữ á, Kiều Khanh nghĩ là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bởi vì có chiếc gương để chúng ta có thể là lâu lâu kiểm tra lại xem cái lớp trang điểm của mình nó có bị thiếu sót hay là nó có bị là nhiều khi bị chảy gì không, thì mình có thể là dặm lại quý vị nha. Sau đó thì mình điều chỉnh lại son của mình tí xíu rồi mình đã có thể là cảm thấy rất là tự tin đối với vẻ ngoài của mình rồi, tham gia vào những cái công việc khác trong ngày đều rất là thoải mái và tiện lợi phải không ạ? Và đôi môi của Kiều Khanh có thể là tạo thêm một cái màu ở ngay phần lòng môi nè quý vị các bạn à, rất là dễ dàng để chúng ta nhấn nhẹ những cái màu son môi khác nhau. Cùng với lại một hộp hơn son như vậy là lên đến là 14 màu quý vị các bạn nha, 14 màu để quý vị các bạn chúng ta có thể là tùy chọn rất là dễ dàng. Hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, bởi vì trọn bộ sản phẩm như vậy quý vị có một sản phẩm chính, hai sản phẩm quà tặng mà mức giá chúng ta đầu tư chỉ có 399.000 đồng mà thôi. Đây là mức giá rất là hấp dẫn cho dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay bây giờ quý vị nhé. Dòng sản phẩm kem che khuyết điểm 3-in-1 đến từ thương hiệu Isanot được nhiều chị em phụ nữ tại Hàn Quốc và trên thế giới tin dùng bởi vì những ưu điểm vượt trội của nó, vừa có khả năng chống nắng tối ưu, bảo vệ làn da hiệu quả, bên cạnh đó có thể giúp nhẹ nhàng che phủ những khuyết điểm lên trên làn da với bông phấn cực kỳ mát mượt. Và bên cạnh đó chúng ta có thể là sử dụng ngay cả khi không có gương quý vị nha, vừa làm mát làn da một cách nhanh chóng, vừa che phủ làn da một cách hiệu quả. Và quý vị thấy đó, cùng với dạng xịt thì lượng kem che khuyết điểm của chúng ta được đẩy nhẹ lên trên bông phấn của mình, và với những chiết xuất từ thiên nhiên là tạo cái cảm giác mát lạnh nữa chứ. Khi quý vị các bạn chúng ta chạm vào làn da của chúng ta thì quý vị sẽ cảm thấy thật là dễ chịu và thoải mái quý vị các bạn à. Hỗ trợ cho làn da của chúng ta chống nhăn, tạo độ ẩm cần thiết, bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời cũng như là che phủ những cái khuyết điểm trên da của mình quý vị nhé. Hãy lựa chọn một dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc ngay bây giờ cùng với thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc Isanot. 오랜 시간 동안 야외 촬영을 하다 보면요, 자외선 차단은 또 물론이고 수정 화장까지 계속해서 몇 번이고 해줘야 되는데요. 이거는 메이크업이 되면서 자외선 차단까지 되니까 제가 핸드백에 넣고 다니면서 수시로 덧바를 때가 있어요. 또 여름에는 더우니까 얼굴이 붉어지곤 하는데요. 이 제품은 바르자마자 시원한 쿨링감이 있어서 피부가 진정되는 느낌도 있더라고요.
Sử dụng kem che khuyết điểm 3-trong-1 Isanoff với dạng xịt độc đáo cực kỳ tiện lợi, bền màu trong nhiều giờ, cảm giác tươi mát, giải nhiệt cho làn da, có thể thường xuyên dặm lại mà không gây bết dính, vừa hiệu quả, nhanh chóng lại tiết kiệm thời gian. Hãy lựa chọn ngay kem che khuyết điểm 3-trong-1 Isanoff được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với mức giá hấp dẫn chỉ 399.000 đồng. Nhận thêm quà tặng một vỉ son Essence, một phấn nền Essence. Đây chính là bí quyết trang điểm nhanh chóng dành cho tất cả các chị em phụ nữ. Hai món quà tặng hấp dẫn đi kèm chính là trợ thủ đắc lực cho người phụ nữ. Một vỉ son Essence với 14 màu son tươi tắn, bền màu, lâu trôi, phù hợp với nhiều trang phục hay mọi hoàn cảnh. Phấn nền Essence giúp làn da sáng mịn và đầy sức sống, khả năng che phủ vượt trội, lớp nền mỏng mịn, căng mướt, chống tia cực tím và bảo vệ da hiệu quả với SPF 45 và PA++. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị thân mến, mức giá đầu tư ngày hôm nay rất là hấp dẫn cho dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Chỉ có 399.000 đồng mà thôi, nhưng mà số lượng sản phẩm chúng ta sở hữu là rất nhiều Kiều Khanh ha. Chính xác rồi, đầu tiên là mình nói về dòng sản phẩm chính đi. Như vậy là kem che khuyết điểm 3-trong-1 nó đem đến rất là nhiều những cái hiệu quả khác nhau, vừa là trang điểm nè, vừa là chống nắng bảo vệ cho làn da nữa đúng không? Nhưng mà mức giá thì rất là ưu đãi rồi. Thứ hai nữa là mình sẽ có thêm bộ quà tặng, và đây cũng chính là trợ thủ rất là đắc lực cho các chị em phụ nữ quý vị nha. Chúng ta sẽ có một vỉ son lên đến 14 màu lần nè, thoải mái để lựa chọn cũng như là thay đổi mỗi ngày và thay đổi từng giờ trong ngày của mình luôn. Bên cạnh đó mình còn có thêm một hộp phấn trang điểm từ thương hiệu Essence nữa. Nếu như mà mình muốn hoàn thiện làn da của mình, hoàn thiện cái phần lớp nền và đem đến cái độ lì mượt mà cho nó, thì cũng có thể là sử dụng ngay dòng sản phẩm này và hãy nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi thì mình mới có thể là sở hữu dòng sản phẩm quà tặng hấp dẫn như vậy quý vị nha. Cơ hội rất là ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay, và điều Phụng Yến rất là thích đó chính là dạng xịt độc đáo của nó quý vị các bạn nha. Mỗi lần xịt là mỗi lần chúng ta lấy ra một cái lượng kem che khuyết điểm vừa đủ để tạo cái lớp nền trên gương mặt của mình. Và chưa tính đó là quý vị các bạn, chúng ta khi mà xịt như vậy đó thì cái lớp không khí nó được đẩy mạnh ở bên dưới lên, và khi mà nó bám vào ở bên trên bông phấn của mình đó thì quý vị các bạn chúng ta hình dung là nó tạo thêm là cái độ mát lạnh nữa để quý vị các bạn chúng ta chạm vào da quý vị nha. Cách sử dụng rất là đơn giản như vậy thôi, mình chỉ cần là mình xoay nhẹ qua, quý vị nhấn xịt đó, và sau đó là chúng ta lấy phần bông phấn ra và chạm vào trên làn da của mình quý vị các bạn à. Ví dụ là da tay của mình đôi khi đó, quý vị hình dung là cũng giống da mặt là nó có rất là nhiều khuyết điểm cũng như là những cái đường gân ở bên trên nè, và khi mà quý vị các bạn chúng ta chạm thì lúc mới chạm mình sẽ thấy nó hơi trắng đúng không, nhưng mà sau đó quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng mình chạm và mình thoa đều quý vị các bạn nha. Đó, mình có thể là dặm như thế này, dặm đến đâu đó thì lượng kem nền là che khuyết điểm của chúng ta sẽ lan ra đến đó, chống bết dính cho làn da của mình nữa đó Kiều Khanh à. Và ví dụ như là Phụng Yến đi cả một ngày dài đó, Phụng Yến có thể là thoải mái dặm tới dặm lui như thế này luôn, và phần bông phấn của chúng ta kết hợp chung với làn da của mình rất là êm mịn quý vị nha, không có tạo cái cảm giác bị rát, bị khó chịu ở trên da của chúng ta đâu quý vị các bạn à. Đó, dặm và nó lan đều ra, và mình có thể là len lỏi phần bông phấn vào nhiều những cái khóe ở trên gương mặt của mình đó quý vị các bạn à. Đó, che phủ rất là lý tưởng cho làn da của chúng ta và còn chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời đối với làn da của mình nữa đó. Và dòng sản phẩm này rất là được yêu thích tại đất nước Hàn Quốc nha, và nơi mà các chị em phụ nữ là hầu như là chúng ta quan sát thấy là làn da của họ vốn rất là đẹp rồi phải không ạ? Cho đó là họ ưu tiên về việc là lựa chọn cái dòng sản phẩm nó mỏng mịn nè, che phủ và bảo vệ làn da khỏi những tác hại từ ánh nắng mặt trời hay là những cái tác hại từ môi trường quý vị nha. Và tuy nhiên nữa là tại sao nó được yêu thích đến như vậy? Bởi vì nó có hiệu quả trang điểm rất là tốt và có thể là dặm lại nhiều lần trong ngày nhưng mà không gây ra tình trạng là vón cục ở phía bên trên hay là gây ra tình trạng đó chính là quá dày hay là nặng bí bách trên gương mặt của mình. Như vậy là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, mặc dù vẫn có lớp trang điểm nhưng mà người đối diện nhìn vào thì cảm thấy rất là tự nhiên, cũng như là cảm thấy làn da của mình được bảo vệ nè và cảm thấy rất là linh hoạt, rất là nhẹ nhàng quý vị nha. Và cái tính năng đó là chống ngăn thấm loang mồ hôi cũng như là chống bết dính cũng là một cái tính năng rất là mạnh luôn đó Kiều Khanh à. Ví dụ như quý vị các bạn chúng ta hình dung là đôi khi là mình trang điểm nó mà dày quá, mỏng quá thì mình sẽ thấy là nó không đều trên gương mặt của mình, nhưng mà cái dòng sản phẩm này giúp mình lan tỏa đều, không bị dày mỏng, và quý vị có thể là thấy được cái sự khác biệt giữa hai phần tay của Phụng Yến khi mà Phụng Yến đã trang điểm xong cùng với dòng sản phẩm này đó. Nó vừa lên tông nè nhưng mà nó là không có quá trắng Kiều Khanh à, nó vẫn rất là tự nhiên và nó có một độ mịn nữa quý vị nha. Và điều quan trọng không chỉ là cái khả năng lan tỏa mà còn là cái khả năng là chống thấm nước nữa quý vị các bạn à. Ví dụ
dụ như quý vị nhìn thấy là một yến chao nước lên bên trên tay như thế này đó, thì nó trôi tuột đi quý vị nhé, nó trôi tuột đi ở trên tay của chúng ta và không có cái tình trạng là bị loang nè, bị loang lỗ ở trên gương mặt của mình, cũng không có bị thấm nước vào trong cái lớp nền của chúng ta. Quý vị có thể là nhẹ nhàng mình lau qua như vậy và chúng ta vẫn giữ được một cái lớp nền rất là mịn màng ở trên làn da của mình. Cho nên là khi mà quý vị đi ở ngoài trời mà đôi khi gặp một cái cơn mưa đó Kiều Khanh à, thì lớp nền của chúng ta vẫn giữ rất là tốt ở trên gương mặt của mình đó. Và Kiều Khanh nghĩ rằng cái việc mà trang điểm và có một cái lớp nền mịn màng á là thao tác mà rất nhiều chị em phụ nữ thực hiện gần như mỗi ngày luôn. Và bên cạnh đó một thao tác khác nữa, ngay cả những ngày mà chúng ta không trang điểm thì mình vẫn mong muốn là đánh một ít son trước khi đi ra ngoài phải không ạ? Và chỉ cần một chút xíu son thôi là khiến cho gương mặt của chúng ta bừng sáng hơn liền. Bởi vì khi đó là đôi môi trở nên tươi tắn căng mọng hơn phải không ạ? Và Kiều Khanh nghĩ rằng mỗi chị em phụ nữ có ở trong tủ trang điểm của mình á, ít nhất cũng phải 10 màu son để chúng ta thay đổi và bên cạnh đó lại còn thỏa mãn cái sở thích của mình nữa đối với những cái thỏi son. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta có thể là có một cái hộp trang điểm như thế này và trong đó có rất là nhiều những màu son khác nhau thì điều này sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Thay vì việc là mình thò tay vào trong túi nào mình lấy ra một nắm son và mình lựa chọn từng màu riêng thì lấy ra một vỉ son như thế này với đến tận 14 màu son khác nhau để chúng ta có thể là tiện lợi thay đổi trong ngày thì điều này trở nên là yêu thích hơn rất là nhiều phải không ạ? Và đây cũng chính là điều mà Kiều Khanh cảm thấy rất là yêu thích đối với dòng sản phẩm quà tặng đến từ thương hiệu Essence ngày hôm nay quý vị nha. Có rất là nhiều những tông màu son khác nhau, từ tông hồng cho đến tông cam, thậm chí là những cái tông đỏ nhạt mình cũng có luôn quý vị nha, để dễ dàng thay đổi. Ví dụ như Kiều Khanh sẽ thực hiện ngay bây giờ nè, lựa chọn ngay một màu son. Và một trong những tông son mà Kiều Khanh rất là yêu thích hiện nay đó chính là tông son cam đó quý vị. Đánh thêm một ít đậm hơn ở trong lòng môi và sau đó chúng ta chỉ cần bạm nhẹ lại như thế này mà thôi. Và cũng có thể là quan sát màu son của mình một cách dễ dàng với một chiếc gương đã có sẵn trong hộp vỉ son này quý vị nha. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều rồi. Màu son có thể được lựa chọn và thay đổi gần như mỗi giờ ở trong ngày của mình luôn. Còn với là lớp kem trang điểm nè, cũng như là lớp với vớt phấn thì mình cũng có thể là thay đổi mỗi giờ, dặm lại, dặm tới, dặm lui luôn đó Kiều Khanh nè. Và bây giờ Phụng Yến sẽ sử dụng kết hợp chung với lại hộp phấn phủ là quà tặng của chúng ta nữa quý vị các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lau đi cái lớp nước ở trên làn da tay của mình. Nhưng quý vị sẽ thấy là dù Phụng Yến để lâu như vậy nhưng mà nó cũng không có tình trạng là bị thấm vào ở trên da của chúng ta. Lau đi cực kỳ tiện lợi và nhẹ nhàng như thế này. Đó, sau khi mà quý vị lau đi á thì quý vị các bạn chúng ta có thể là kết hợp chung với lại sản phẩm quà tặng của mình, đó chính là một hộp phấn nữa quý vị các bạn nha. Đó, lau dễ dàng ha. Rồi bây giờ sẽ mình kết hợp chung với lại hộp phấn quà tặng của chương trình ngày hôm nay. Đó, chạm nhẹ cùng với bông phấn thôi. Sau đó mình có thể là trang điểm lên trên làn da của chúng ta tiếp tục quý vị các bạn ạ. Đó, nó vẫn rất là mịn màng và mình có thể là dặm tới dặm lui cả một ngày dài như vậy luôn đó Kiều Khanh. Như vậy là cả một bộ sản phẩm quý vị các bạn chúng ta thấy đó, có đến là 3 sản phẩm cực kỳ ấn tượng cho mình và quà tặng siêu ưu đãi của thương hiệu Essence nữa quý vị các bạn nha. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc ngay bây giờ. Với mức giá cực kỳ ưu đãi là 399.000 đồng mà thôi quý vị nha. Như vậy là chưa đến 400.000 đồng mình đã sở hữu ngay một dòng sản phẩm cực kỳ tiện lợi, bỏ ngay vào túi và bỏ kèm luôn cả hai quà tặng nha quý vị. Một vỉ son 14 màu đến từ thương hiệu Essence và một hộp phấn trang điểm cũng đến từ thương hiệu Essence luôn. Trợ thủ đắc lực để trang điểm mỗi ngày nhanh chóng tiện lợi và dễ dàng dành cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên mình chỉ có thể sở hữu khi ngay từ bây giờ mình đặt hàng cùng với số tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Quý vị các bạn chúng ta có thể là quan sát trước và sau khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm kem nền che khuyết điểm 3-trong-1 của thương hiệu Isanox quý vị nha. Những cái khuyết điểm, những cái đốm đỏ này hay là đốm tàn nhang ở trên gương mặt của chúng ta sẽ được hỗ trợ che đi và cái lớp nền của mình cũng sẽ mượt mà hơn, giữ cái độ ẩm cần thiết cho làn da của chúng ta và đặc biệt đó chính là bảo vệ làn da của mình trước tác hại của ánh nắng mặt trời quý vị và các bạn ạ. Chỉ cần một vài những cái thao tác dặm nhẹ cùng với bông phấn mềm mại trên gương mặt của chúng ta thôi thì lớp nền sẽ được lan tỏa ra và nó đi đồng đều và ở những phần khóe mũi nè, khóe miệng trên gương mặt của mình và thậm chí ngay cả khi quý vị không có gương đó thì chúng ta cũng cảm nhận được cái độ mát lạnh của nó đang lan tỏa trên da của mình và mát lạnh tới đâu thì chúng ta thoa đều tới đó quý vị các bạn nha. Đi dưới nắng thoải mái, đi trong những cái ngày hè quý vị cũng không có cái cảm giác bị bết dính nè, bị khó chịu hay là bị loang lổ mồ hôi trên lớp nền của mình. Dòng sản phẩm chất lượng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, một bí quyết với dạng xịt để quý vị chỉ cần xịt nhẹ thôi, chúng ta lấy được một lượng nền, một lượng kem che khuyết điểm vừa đủ và từ đó trang điểm thật là dễ dàng. Và ngay cả khi chúng ta dặm lại nhiều lần trong ngày thì làn da cũng không trở nên bị bết dính nè, không bị vón cục quý vị nha. Như vậy là lớp nền lúc nào cũng trở nên mỏng, mượt, mịn nhẹ và chúng ta cũng có thể có thêm một bước hoàn thiện nữa cùng với dòng sản phẩm quà tặng ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Đó chính là phấn trang điểm từ thương hiệu Essence quý vị nha. Sử dụng mỗi ngày, mỗi giờ, thật sự tiện lợi nhưng mức giá mua sắm chỉ 399.000 đồng.
Hãy đầu tư ngay bây giờ để có kem che khuyết điểm 3-in-1 của Isanox quý vị nhé. Giúp chúng ta che phủ hoàn hảo, giúp làn da trở nên mượt mà hơn, chống nắng tối ưu. Đây chính là phép màu cho làn da tươi sáng và láng mịn. Nhanh tay sở hữu kem che khuyết điểm 3-in-1 Isanox được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với mức giá cực hấp dẫn 399.000 đồng. Tặng ngay một vỉ son Essence và một phấn nền Essence, bí quyết trang điểm nhanh chóng. Quà tặng hấp dẫn đi kèm số lượng có hạn, quý vị phải thật là nhanh tay quý vị nha. Chúng ta có ngay một vỉ son Essence 14 màu son tươi tắn, bền màu lâu trôi, phù hợp với nhiều trang phục và hoàn cảnh. Ngoài ra còn có thêm một phấn nền Essence nữa giúp làn da sáng mịn đầy sức sống, có khả năng che phủ vượt trội cho da, lớp nền mỏng mịn căng mướt và chống tia cực tím, bảo vệ da hiệu quả dưới tác hại của ánh nắng mặt trời. Đây chính là trợ thủ đắc lực cho người phụ nữ đó. Như vậy là đối với các chị em phụ nữ, cho dù có nhiều hay là có ít thời gian thì chúng ta cũng mong muốn là những cái bước trang điểm không ngốn quá nhiều thời gian của mình mỗi ngày, đúng không Mụn Yến? Bởi vì nếu như mà cái khoảng thời gian trang điểm nó rút ngắn lại, mình sẽ có thời gian để mình thực hiện thêm nhiều việc khác nữa. Và đôi khi Kiều Khanh trong những ngày vội vàng đó quý vị, cũng có không ít lần là trang điểm ở trong thang máy luôn quý vị nha. Và trong thang máy thì nhiều khi gương thì có đó, nhưng mà nó sẽ không có được sáng rõ như ở trong nhà của mình, đúng không ạ? Lúc đó sử dụng kem nền hay là kem che khuyết điểm như thế nào để gương mặt của mình không bị vón cục nè, để cái lớp trang điểm này nó vẫn trở nên mỏng mượt tự nhiên, thì Kiều Khanh nghĩ rằng kem che khuyết điểm 3-in-1 đến từ thương hiệu Isanox sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt. Không cần gương vẫn có thể là che khuyết điểm, vẫn có thể là trang điểm một cách đơn giản, và bên cạnh đó lại còn có thêm hai dòng sản phẩm quà tặng đi kèm để giúp chúng ta hoàn thiện những bước còn lại nữa chứ. Có thể nói là quý vị nhìn mức giá là mình sẽ thấy hấp dẫn ngay quý vị ạ. 399.000 đồng thì mình tính luôn là 400.000 đi, khoảng 400.000 mà mình có đến 3 món rồi quý vị nhé. Mà lại là dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc chung với lại kem nền che khuyết điểm 3-in-1 này nữa chứ. Quý vị các bạn, chúng ta chỉ cần là nhấn tịch thôi, lấy một lượng nền vừa đủ nè, mình có thể kết hợp chung với quà tặng, đó chính là hộp phấn nền Essence của chúng ta, rồi thêm nữa là 14 màu son ở một trong một vỉ son như vậy quý vị nha. Mụn Yến thấy là một bộ ba như vậy là mình đủ trang điểm rồi đó Kiều Khanh à, không cần phải mua sắm thêm quá nhiều đâu quý vị à. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay cùng với chúng tôi bây giờ nào. Đó thưa quý vị, cách thức đặt hàng rất là đơn giản quý vị nha, chỉ cần gọi đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, cũng có thể là đặt hàng trực tuyến hay là đặt hàng thông qua ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính bảng. Cách thức nào cũng sẽ được chúng tôi giao hàng đến tận nhà hoàn toàn miễn phí tại 63 tỉnh thành. Xin nhắc lại một lần nữa, kem che khuyết điểm 3-in-1 từ thương hiệu Isanox sẽ đi kèm quà tặng hấp dẫn bao gồm 2 món từ thương hiệu Essence. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã không còn nhiều nữa rồi quý vị ạ. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng như là đặc biệt là các chị em phụ nữ trong những chương trình cực kỳ hấp dẫn lần sau, và đặc biệt là những món sản phẩm trang điểm giúp chúng ta hoàn thiện lớp trang điểm thật mỏng nhẹ mỗi ngày. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvvinday.vn. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay kem che khuyết điểm 3-in-1 Isanox. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, giá hấp dẫn chỉ 399.000 đồng. Nhận thêm quà tặng một vỉ son Essence, một hộp phấn nền Essence. Đây là bí quyết trang điểm nhanh chóng cho các chị em phụ nữ.